Chiều 23 tháng 10, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy mang bí số MT-345, bắt hai đối tượng có liên quan. Thông tin ban đầu, tại km 40 492 trên quốc lộ 9 ở khóm 2 thị trấn Trom Plang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị chức năng cùng phối hợp truy đuổi cho dừng một xe máy không có biển kiểm soát. Người điều khiển xe máy là Bùi Công Tài, 23 tuổi, trú tại khối 4 thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang tìm cách bỏ chạy thì bị tóm gọn. Kiểm tra trong người đối tượng Tài, phát hiện có gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Tài khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy để lấy 20 triệu đồng tiền công. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp tục bắt giữ đối tượng liên quan là Đặng Quang Nghĩa, 24 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.